anh của mình gì đây? Mình là trả chim lại à? Tự tin lên, lấy vợ mình. À, em có gì hỏi thêm không? Nếu có hỏi anh sẽ trả lời hết về những gì em muốn. Vậy anh có gì hỏi em không? Nói chung nhìn em rất là dễ thương. Nói chung lần đầu nhìn em nói chung là vượt mọi suy nghĩ anh nghĩ. Dạ, thương. Lúc nãy em cũng nghe em gái nói là anh nóng tính đấy, tại vì tính em. Thì em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và tất cả anh Dạ. Em tên là Đào Hưng Châu, năm nay 27 tuổi, hiện tại đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh làm nghề gì? Dạ em, làm xây dựng anh. Em là kỹ sư xây dựng hay là sao? Dạ kỹ sư xây dựng anh. Quê ở đâu bạn? Dạ quê em ở Kon Tum và hiện tại em vô Sài Gòn sống được 9 năm rồi. Rồi, em giới thiệu đi em. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Mỹ Duyên, năm nay em 24 tuổi. À, em đang là nhân viên tư vấn tài chính. Ồ, mình quê ở đâu? Dạ em ở Vĩnh Long chị. Em làm quê với chị. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà mình làm việc ở đây hay làm việc Vĩnh Long luôn? Dạ không, em làm việc ở Sài Gòn chị. Vĩnh Long dễ thương quá, trời quá đất luôn. À, sao chưa có bạn trai hả em? Dạ hiện tại thì em cũng có tìm hiểu một vài mối tình đó, nhưng mà nó lận đận hay sao á chị. Người thì em tìm hiểu là đã có gia đình rồi, và người thì quen 2-3 người gì đó. Cô không hiểu tại sao. Bỏ mấy cái râu ria đó qua bên đi. Bây giờ là vậy chưa có mối tình chính thức nào hết hả? Dạ đúng rồi chị. Bạn trai thì sao? Bạn trai cười thì rất là tươi, nghe nói chưa có mối tình sâu sắc nào cười. Rồi sao bạn, còn bạn? Dạ em thì trước cũng có mối tình nhưng mà giờ kết thúc cũng lâu rồi. Mối tình nó sâu sắc không? Dạ cũng gần tới anh. Lý do sao mình chia tay? Thì cũng có nhiều lý do đó, thì do hồi trẻ cũng ham chơi này nọ kia thì... Giờ còn ham chơi không? Dạ giờ ham gì chơi rồi anh. Ủa giờ già rồi hả? Dạ hết tuổi trâu rồi. 27 anh. 27, một năm hai năm nữa cũng lấy đi vợ được rồi ha. Rồi. Bây giờ mình có ưu khuyết điểm gì không? Ưu điểm của em thì nói chung thì ưu điểm cũng không biết nói sao. Ủa, nghĩ sao nó vậy đi? Dạ chắc ưu điểm ít. Rồi khuyết điểm có nhiều không? Khuyết điểm thì nói chung là ngủ thì cũng hay ngáy, hay thích tụ tập bạn bè đi chơi bời. Chơi bời gì? Chơi bời là chơi gì? Dạ thì về nhà tổ chức ăn nhậu nhà rồi nhậu dữ lắm hả? Dạ không, lâu lâu cũng nhậu, tuần hai tuần tháng. Nhậu xây dựng thì nhậu dữ lắm nè. Dạ, có luôn anh. Rồi bạn gái có ưu điểm gì? Ưu điểm của em thì em cũng biết nấu ăn, em có thể chơi thể thao một số môn. Môn gì? Dạ em có thể chơi cầu lông rồi đá bóng chẳng hạn. Rồi đá bóng luôn hả? Cứ gì mà chơi đá bóng hả? Vị trí nào em? Dạ thủ môn anh ơi. Nhìn nó hết hồn luôn. Rồi khuyết điểm của mình là gì? Dạ khuyết điểm em thì hơi nhiều quá chị. Dạ em thì hơi nóng tính, lại tính em nó hay quên, nó nhiều khi em hay quên tên người khác mới nói em lại quên tiêu. Nãy giờ em biết anh bản tên gì không? Em quên rồi chị. Nói lại anh ơi, tao quên rồi. Tên Trung bạn ơi. Dạ, dạ chào Trung. Trung tên là Trung đó nha, nhớ nha. Dạ em nhớ rồi anh ơi. Nhớ nha. Chị cũng hay quên. Còn em muốn đi tìm một đối tượng của mình như thế nào? Dạ một người phụ nữ nói chung là biết lo cho gia đình. Phụ nữ nào biết lo gia đình nó cho nó khỏi lo. Hiền hòa. Dạ. Phụ nữ nào cũng hiền, không lo người giữ không thôi. Không có xe xua. Xe xua là sao? Không xăm mình hoặc là hay là nhuộm tóc như những màu nó quá sáng. Trời ơi, màu đỏ hoặc màu gì đó, tím nữa. Nó nhuộm cho đẹp có gì đâu. Ờ, phụ nữ ta làm đẹp có sao đâu bạn. Kỳ hả? Nói chung người Việt Nam mình có tóc đen nó đẹp có gì đâu anh. Không thích màu gì hết. Dạ không. Giờ cái xu hướng mới là các bạn trẻ hay xăm chút xíu không được hả? Xăm nhẹ mà xăm ở đâu nhỏ không sao, nhưng mà xăm lớn có gì thì ghê quá. Ủa tôi nhuộm tóc mắc mới gì đến chú? Ủa chị em đâu có nói là em thích chị đâu. Em nhuộm tóc không đẹp thôi mà. Tôi đẹp mà. Ủa chị đẹp về khuôn mặt chứ đâu đẹp tóc đâu. Tóc nhiều người xấu. Không phải xấu mà là em không thích nhuộm tóc chứ không phải là xấu. Đen quá vậy? Dạ phơi nắng mà chị. Làm gì mà qua chơi đàn trai dữ vậy? Qua biểu chê tóc tôi không đẹp chị. Thôi trả thù. Không nói vậy thôi chứ lỗ tai này tướng này giàu lắm nè. Ồ, làm kỹ sư có nhà chưa? Dạ nhà thì ba mẹ cũng mua cho ở rồi. Sao mình đi làm bao nhiêu năm không tự mua được mà phải nhờ ba mẹ? Dạ không phải, ba mẹ muốn cho mình ở trong đó để ba mẹ vô ở ra vô á, thì em sắp tới em mua một căn hộ mới hoặc là sửa chữa nâng cấp nhà lại. Có tài năng gì không? Có tài em năng thì tài năng không, em chẳng có tài năng gì hết, trong hát thì hát dở nói chung thì cô bên đây cô gái Vĩnh Long đẹp cực kỳ. Dạ nói vậy đó là hiểu rồi. Bài ca xây dựng đi đúng nghề em đi em. Dạ bài ca xây dựng hát được. Được rồi làm đi. Bạn đời ơi, bạn có nghe sang niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta là lên đường đến những chân trời mới. Tình yêu của đôi ta về ngôi nhà hằng mong ước sẽ tràn hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lửa. Bạn đời ơi, hãy tin, hãy yêu và hát cùng chúng tôi những người thợ xây tình yêu cuộc đời mới. Hát gì được rồi. Mà nói nghe nè. Dạ. Thấy ông này làm như dơ dơ không sạch ta. Sao dùng dơ sạch vậy? Do anh đèn cái pha mới đi làm về luôn hả? Cái nón này là sao đem bên đây làm chi? Em thì sáng công trình nhưng mà em về tắm rồi mới qua đây. Có tắm chưa? Dạ có rồi. Thôi cái kia là cái gì vậy? Dạ anh chim. Nhưng mà để làm gì? Thì tặng bạn gái. À tặng. Dạ. Gặp mặt tặng chim. Dạ. Gặp bạn trai quá, trai cũng ngon lắm chứ mà cũng giỡn hả? Kỹ sư xây dựng hát hay. Tôi thấy bạn chim có gì đẹp ngon, nữa. Có con chim. Chào em gái, trời dễ thương quá.
Kỹ sư xây dựng có con chim đẹp. Chưa biết có hẹn hò được hay không, thấy lời có con chim được. Chim có bông hay là chim chim thiệt mà. Chim thiệt. Chim thiệt luôn. Ừ, thấy chim thiệt chưa? Vậy đừng làm chết con chim ảnh nha. Dạ chim thiệt thì em năng niu lắm, anh không để cho chết đâu. Em không thích gì ở người đàn ông? Dạ em không thích là người nam mà ngồi cứ rung đùi rung chân gấp ghế vậy á. Ủa cái vụ đó đâu ảnh hưởng gì tới cuộc sống đâu. Có bài hát mình ngồi mình rung đùi, mình ngồi mình rung chân, cứ rung bình thường mà. Không anh, ví dụ như rung đùi thì ở nhà mình có thể rung đùi được, nhưng mà mình đến một cái nơi nào đó hoặc là hay là mình đi ngồi ăn tiệc gì đó mình ngồi mình rung đùi vậy nó kỳ lắm anh. Ừ cũng được ha. Cái gì này không? Không em, dạ, em không thích ngửa dơ. Thấy chưa, mình bảo nói dơ. Không có dơ, tại em nói thôi chứ làm gì ở dơ. Em không thích ngửa để móng tay dài. Đó. Đó, không nói đâu. Có không? Cái này ta đi nắng nó đen thôi chứ không phải. Có để móng tay dài không? Con móng thôi. Là để một móng dài. Một móng dài thôi khúc. Móng ngón nào anh? Ngón cái để gãi mình. Dạ phải cắt nó được anh. Rồi còn yêu cầu gì nữa không? Bây giờ cao trên 1m65. Cao 1m65. Đừng đen quá chứ đừng thấy gì. Dạ, ta làm công trình mà. Hỏi nữa hả? Ủa sao mà cô này cũng thích gì lạ ta? Người ta rung đùi thì kệ, người ta ta hối thì kệ, người ta miễn sao ta lo cho tốt là được rồi. Dạ là ngay từ đầu em không thích, em không ấn tượng là không có chọn được rồi đó anh. À dạ. Dạ. Mà thường đặc biệt mấy người người ta hay tốt đó em ơi. Anh chỉ nói vậy thôi. Đó là quyền của người ta, giờ người ta không thích thì chịu thôi chứ biết sao. Này có mấy người dưới đang ngồi rung chân nghe cô nói. Vậy chứ tự nhiên của họ mà, tự nhiên đó cái anh bên đó mặt mới người ta nhuộm tóc anh không thích. Đúng không? Bên đây rung đùi người ta không thích. Sở thích riêng chị ơi. Rồi. Rồi. Nãy giờ cô ấy đưa ra cái tiêu chuẩn vậy em thấy em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ nói chung về chiều cao thì em khả năng em được. Còn mấy thứ kia? Còn đen thì em chắc chắn đen hết rồi đó, hết phần đen đó. Thôi thì thôi chứ anh kia là công việc ổn định nè, nhà cửa ổn định nè. Dạ mọi thứ cũng ok. Bây giờ hỏi thăm ý kiến người thân đi, hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với ba với mẹ với chị của em chị. Dạ chào cô chú. Cô thấy tình hình con rể tương lai có được không cô? Về ngoài thì thấy cũng được, nhưng mà giờ ăn thua hai trẻ thì hãy nó họp nhau thì tiến tới thôi chứ người lớn mình chỉ chứng kiến thôi. Nhưng mà cô dạ. Có đưa ra cái tiêu chuẩn gì trước khi mà đến đây không cô? Chú có ý kiến gì không chú? Thì thấy bạn nam này thấy cũng thành thật cũng được, thì tôi có nhiều ý kiến vậy thôi. Trung nói chuyện với cô chú đi, nói chuyện với hai bác đi. Dạ thì trước thì có hai bác thì có chị và chung có khán giả thì con cũng xin phép hai bác xuống thăm nhà hai bác, nếu qua mẹ con rảnh rỗi con mời ba mẹ con xuống chơi thăm gia đình hai bác luôn. Dạ. Trung có đi với ai không? Em gái. Rồi em gái. Chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. Em là em họ của anh Trung ạ. Mà em có một ý kiến thế này là anh Trung thì nói chung là tính anh cũng hơi nóng tính một chút xíu, nhưng mà thực ra thì cũng sống tình cảm. Em cũng mong là hai người có thể đến được với nhau ạ. À, nhưng mà em nhận xét chị gái bên này như thế nào? Nói chung là mọi cái em thấy đều là tốt hết ạ. À. Rồi, mình cũng nghe ý kiến người thân ở trên này ha. Bây giờ giây phút gặp mặt nhau nha. Rồi, bắt đầu. Tặng chim đi chứ còn chần chờ gì nữa. Để con chim tặng bạn. Thích không em? Lần đầu tiên tôi mới thấy trong tình yêu, lần đầu tiên gặp mặt tặng chim. Cũng lạ. Sao ta? Dạ, hiện tại thì anh đang sống với anh chị hay là sống một mình? Hiện tại thì mình đang sống với em trai. Anh chứ có mình gì đây? Mình là trả chim lại à? Tự tin lên, chỉ lấy vợ mà mình. Em có gì hỏi thêm không? Những cái hỏi anh sẽ trả lời hết cho em những gì em muốn. Vậy anh có gì hỏi em không? Nói chung là nhìn em rất là dễ thương. Nói chung là lần đầu nhìn em nói chung là vượt mà suy nghĩ anh nghĩ. Dạ, dễ thương. Lúc nãy em cũng nghe em gái nói là anh nóng tính ấy, tại vì tính em cũng hơi nóng tính, nhưng mà nếu mà có việc gì anh có nhường em không? Em nói thật ra thì nóng thì cũng phải có đúng cái nóng thôi, còn nếu mà hai người đều nóng thì mỗi người nhịn nhau một cái bớt nóng rồi nói chuyện tiếp chứ. Nhưng mà người nào sẽ nhịn? Nói chung bạn nóng mình lâu ngày mình chơi chán rồi, hết nóng mình về. Rồi, mọi người nói một câu thật là tình cảm, chúng ta sẽ kết thúc cuộc nói chuyện. Anh gì không? Anh nói cũng hay, không có giỏi, nhưng mà nói chung thì kỳ đất hoài. Nó có chị. Bây giờ mình nghĩ sao tận đáy lòng, bây giờ mình cảm nhận cô ấy thế nào? Nó có rung động chưa? Nói chung thì hai bạn gái cũng rất là xinh và mình cảm thấy là mình cũng đã kết bạn rồi đó. Thì có sao đó coi. Thì hết không biết nói nữa. Anh em tự nhiên qua bạn ở đây, mình ở đây vậy trời. Không thường á, yêu á hay bối rối lắm. Bạn nữ, bạn cảm thấy như thế nào? Dạ, thì đến với chương trình hôm nay thì em cũng nghĩ là ví dụ như hôm nay mình gặp lại nhau cũng là một cái duyên rồi. Thì cái tương lai như thế nào thì có thể để thời gian để trả lời tiếp cái vấn đề đó. Dạ. Hết thời gian. Chúng ta có 3 tiếng đếm được quyết định. 1 2 3 Hết thời gian.
hơi giật mình. Rồi. Bạn nữ hình như là bóng hơi chậm. Vâng, tại vì em đến với chương trình là một điều rất là nghiêm túc, cho nên em cũng phải suy nghĩ về cho nó chu đáo một tí ạ. Tất cả mọi người đến đây đều có một cái suy nghĩ rất là nghiêm túc. Bởi chương trình này đã tạo cho rất nhiều người đã thành vợ thành chồng rồi, có con có cái luôn rồi. Và sự nghiêm túc đó được thể hiện ngày hôm nay chính cái nút bấm của bạn. Rồi, chúc mừng hai bạn nhé. Nào, hãy cùng nhau xem phim để tìm hiểu kỹ hơn. Thầy cảm ơn anh. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng với. Rồi, bạn nữ giới thiệu về mình đi bạn. Em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Quỳnh Linh ạ. Chào bạn. Dạ, thì em là Diệp ạ và em đến từ Đồng Nai. Năm nay em 26 tuổi. Em là nhân viên IT của Viễn thông Đồng Nai ạ. Mời bạn trai. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và bạn nữ bên đó. Em tên là Trần Đức Hiếu, năm nay em 29 tuổi. Em hiện đang sinh sống và làm việc tại Long Khánh, Đồng Nai. Em Đồng Nai luôn. Dạ. Công việc hiện tại của em đang là nhân viên thiết kế cộng kỹ thuật, làm bên bóc ví nữ thời trang á chị. Thiết kế luôn hả? Ồ, vậy là rất hợp với IT rồi. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 3 mối tình. Mối tình gần đây nhất là bao lâu? Dạ, mối tình gần đây nhất của em là 1.5 năm. Dạ, bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn sàng để bước vào một cái cuộc tình mới chưa bạn? Dạ, em chuẩn bị sẵn sàng. Bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Dạ, khoảng 1 năm chị. Ý bạn gái thì sao? Em gia đình thì cũng có dục, nhưng mà trong thời gian 1 năm thì được ạ. 1 năm là được ha. Dạ. Điểm mạnh của bạn là gì? Em là một người suy nghĩ rất là lạc quan, suy nghĩ tích cực trong cuộc sống ạ. Tốt. Có cái nỗi buồn gì ạ thì em cũng suy nghĩ nó theo hướng tích cực lên. Em là một người biết nấu ăn. Dạ. Điểm yếu của mình? Điểm yếu của em là hơi rụt rè trước đám đông. Không, thấy nãy giờ rất là tự nhiên, rất là thoải mái. Chị thấy em rất là xinh. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình rồi ạ. Chia tay bao lâu rồi em? Mối tình gần đây nhất thì em chia tay được 1.5 năm ạ. 1.5 năm? Dạ. Rồi tại sao 1.5 năm nay là không ai đeo đuổi mình hả? Thì cũng có nhưng mà chắc là chưa hợp. Mình có ké chọn quá không? Mình muốn tìm người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình thì cao từ 1m68 trở lên. Dạ, về cân nặng thì từ 58 trở lên, 58kg trở lên ạ. Bên kia cao được nhiêu vậy anh? Dạ, 61. Gì? 1m61. Cân nặng nhiêu? Chắc cũng cơ 4 mấy. Ủa là cái anh đó anh không trả lời được hay sao vậy mà anh Quyền Linh phải trả lời thế vậy? Anh rung quá, anh ngồi im ru, tôi thế tôi đàn trai được không? Alo, bạn ơi. Dạ, dạ em nghe chị. Trả lời bạn gái đi. Dạ, đúng y như là anh Linh nói chị. Rồi sao, chịu không? Sao chịu chỗ, chịu gì à? Dạ, để em suy nghĩ lại ạ. Ủa, tại em cũng ham mê sắc đẹp. Em cũng hơi thấp á. Dạ, em được 1m52 à. 1m52, ta 1m53 được rồi. Yêu cầu chỉ tới 1m68, 1m70 chứ vậy. Hả? Tại em muốn sau này con em được cao á anh. Em cũng không. Ví dụ giờ mà người ta 1m55 mà người ta yêu em nhiều lắm em chịu không? Dạ, để em suy nghĩ thêm ạ. Suy nghĩ thêm hoài. Bây giờ rốt cục là mét bao nhiêu? Sao mới 1m62 giờ xuống 1m55 rồi? Bắt buộc em phải 1m62 trở lên hả? Không ạ. Phải 1m68 trở lên ạ. Hèn chi ấy. Giờ bạn trai bên đó muốn bạn gái như thế nào? Người bạn gái là cao khoảng 1m50 thì đến 1m55 thôi chị. Thấy chưa? Ta khiêm tốn chưa? Thì bạn gái của em là cần là biết nấu ăn chị, cũng không có nên là xe xua đua đòi gì hết. Bạn ghét nhất điều gì ở người bạn gái? Dạ, ghét nhất là đòi hỏi chiều cao. Dạ, bạn gái là đừng nên ăn chơi đua đòi vậy chị, rồi không nên lèo lẹt quá. Bạn có tật xấu gì không? Hay nóng tính chị ơi. Thì đôi lúc là lâu lâu là em hơi bị ấy ấy xíu. Khiên khiên. Sao này căng rồi nha. Ấy ấy là sao em? Có nghĩa là trong công việc á là mình muốn cho nó thoải mái chị, thì mình đùa giỡn rồi mình chúng mình pha trò á chị, hay giỡn chút xíu đó. Còn bình thường là em là người không có bị về não cái gì. Cái gì bị cái gì? Em là người bình thường 100%. Ủa, vậy là mình bình thường là nó không có bình thường hả? Dạ em chào chị. Đứng lên coi cao mét nhiêu. Không em, mình ngồi đó thấp mình chịu. Thì sao giờ muốn giỡn không? Cứ ngồi đó cho anh bản lĩnh là không đâu, đừng có đứng lên. Muốn vợ hay không? Không phải là cái tội. Đúng không em? Dạ anh Linh nói thì nói, nhưng mà em phải có cái lập trường riêng của em nữa.
là giờ em đứng lên đó, thấy chưa, vỗ tay đó, vậy mới có vợ được chứ, đúng không? Cũng đâu có lùn đâu, cũng vừa vặn mà, thịt bò chắc rồi vậy được rồi, hết đất 10 cái đi. Dạ cái đó thì em thua rồi chị. Sao vậy? Có. Tại vì sáng nay em làm đi tiếp xe đi. Nên... hết đất 10 cái không nổi là sao làm gì ăn gì được trời. Làm tiếp đi đó, nghe lời chị làm tiếp đi. Hết đất 10 cái hả chị? Cảm ơn. Đây nè, đi đâu nữa, khỏi khi đâu. Đây hả chị? Ừ. Đếm đi quý vị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Xùi. Được, nói nghe nè. Có chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Dạ có đó chị. Tổ chức đủ chưa? Dạ đủ. Về ở đâu? Dạ thì ban đầu á thì mình về ở với ba mẹ trước. Ừ. Rồi sau đó là mình ổn định xong rồi bắt đầu gỡ riêng chị. Khỏe lắm em ơi. Được á em. Em thích những người đàn ông mạnh mẽ. Đúng rồi. Dạ. Em chào anh. Chào em. Dạ. Xinh không? Quá xinh. Làm được dâu không? Dạ, vấn đề làm dâu thì đó không phải là vấn đề khó khăn ạ. Em thích điều đó. À, em muốn người chồng của mình phải chăm sóc mình như thế nào? Trong công việc thì em không nói, nhưng khi về gia đình á thì công việc vứt hết đi, quan tâm và chăm sóc gia đình thôi ạ. Sao anh? Được, anh thấy ổn đấy. Mình giao lưu với người thân để xem họ cảm nhận thế nào về đối phương của mình kia ha. Em đi với ai? Dạ em đi với hai bạn thân của em. Mời bạn thân. Dạ chào anh Nguyễn Linh với lại chị Cát Tường. Bạn em là người như thế nào? Dạ anh thấy bạn cũng chín chắn, làm trong công việc thì cũng rất là thông minh. Anh thấy bạn gái làm sao? Dạ thấy bạn gái rất là xinh xắn, dễ thương. Bên là thiết kế, một bên là IT, là em thấy là rất là hợp đó. Em thì sao? Dạ em đi với ba em cùng dãy trọ với em ạ. Rồi. Dạ. À, em chào anh chị. Chị Diệp, em thì chỉ giống như là tiếp của người phụ nữ gia đình. Tính chị thì khá là thẳng thắn. Anh mà về sau mà muốn đi sánh đôi mà lâu dài với chị em á, thì em nghĩ là anh nên khi mà đã nói ra cái gì thì phải lập luận chặt chẽ, tại vì chị em có thể phản bác rất là nhanh. Ừ. Dạ. Không, anh này anh chính kiến, tại vì kêu hít đất là anh hít mà. Nếu mà thường xuyên tập thể dục, tại chị em cũng thích tập thể dục lắm, được nữa thì đẩy mạnh về bên ngoại hình chút xíu nữa. Ừ. Dạ. Rồi đó, bạn em nhận xét. Chăm sóc bản thân. Dạ. Chút nữa. Em có phải là người đàn ông của gia đình không? Dạ cũng có anh. Nếu mà có vợ thì em sẽ chăm lo cho gia đình nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn. Em biết làm việc nhà nữa. Để tôi hỏi bạn gái một câu nữa, tôi cho kéo màn lên nè. Dạ. Có chịu hùng tiền mua nhà không? Dạ, cái đó em nghĩ là nên ạ, nên như vậy ạ. Có ý tưởng hùng là được rồi. Dạ. Kéo màn lên. Nói đi. Tóm lại là công việc, gia đình, công việc nào mà trụ cột là người đàn ông phải lo là chính. Đúng rồi. À, người phụ nữ góp được cái gì góp không có bằng tinh thần cũng được. Chính xác. À, đơn giản như vậy thôi. Rồi à, chúng ta kéo màn lên cho hai người gặp mặt. Phải tốn tiền cho con uống sữa nhiều nhiều cho nó cao nha. Chào anh. Cảm ơn quà tặng. Ờ, em cảm ơn anh. Dạ, lần đầu tiên gặp em thì anh cảm nhận em là một người như thế nào? Em là một người hiện đại, dễ thương. Dạ, em cảm ơn anh. Em có cảm nhận như thế nào về anh? Dạ, em thấy anh 98 ạ. Hồi nãy giờ em đòi hỏi là cao 1m68, anh là mới có 1m65 mà. Đó là em đưa ra cái hình mẫu của mình thôi ạ. Ngoại hình thế này là ok rồi. Đâu đứng lên xoay vòng cho bạn nữ coi đi. Dạ. Rồi, bạn này dễ dạy lắm. Được chưa chị? Được. Cuối tuần anh hay tự xách xe chạy đi vòng vòng chơi, ví dụ đi biển. Dạ. Hoặc là đi phượt gì với bạn bè. Em cũng thích đi biển mà lâu rồi em chưa có dịp để đi. Vậy cuối tuần này mình đi đi. Dạ. À, anh là quê ở Long Khánh, Đồng Nai luôn ạ. À, anh ở Long Khánh, Đồng Nai. Dạ, em thì quê em ở Nghệ An. Em hiện tại đang làm việc sinh sống ở Biên Hòa, Đồng Nai. Thì nếu mà sau này mình có xác định đi xa hơn á, thì anh một người ở Long Khánh, một người ở Biên Hòa thì anh suy nghĩ như thế nào ạ? Không sao, em có đó gần mà, đâu sao đâu. Dạ. Anh gần đi, quá đi tới đi lui được mà. Dạ. Hay là mình bất chấp hết, mình bấm nút đi em. Sao bất chấp hết? Dạ. Tình cảm vô trừ cái nút ra. Nếu mà sau chương trình này, tại vì chúng ta cũng đã có một cái duyên. Dạ. Thì anh sẽ trân trọng nó. Dạ. Anh sẽ tìm hiểu. Dạ. Và sẽ cùng em sắm bước trên con đường sau này. Dạ. Bạn gái? À, thì em nghĩ khi đã lên đây thì thứ nhất là đã cho mình một cơ hội rồi, thì sẽ cho thêm người khác một cơ hội nữa để có thể là làm bạn, sau này có thể là tiến xa hơn.
là hết thời gian tìm hiểu, bây giờ là tới thời gian quyết định. Bấm nút sau 3 tiếng đếm. 2 3 Rồi, chúc hai bạn sẽ có thời gian tìm hiểu nhau. Nắm tay nhau cách đi hai em. Hãy trải hết lòng mình đi các bạn. Chúng ta sẽ có thời gian đi xem phim, trò chuyện với nhau. Chúc hai bạn sẽ có một điều gì đó sớm sớm báo tin chúng tôi nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Rilet. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Người cái niềm hạnh phúc của mình á. Và muốn lan tỏa đi cái sự tích cực cho đến cho mọi người. Vậy thì cơ duyên nào mà anh chị gặp gỡ và chia sẻ một chút là ai là người chủ động tấn công đối phương? Thầy khỏi phải hỏi gì, chắc chắn là đây. Đến thời điểm hiện tại thì khi mà mình cùng nhau ngồi lại cái chương trình này, nhìn lại những chuyện cũ đã qua thì anh chị cảm thấy cảm xúc hiện tại như thế nào? Dạ thì cảm xúc hiện tại của tụi em là tụi em cảm giác rất là vui, rất là hạnh phúc, bởi vì là kiểu như là mặc dù đã cưới, tính ra từ lúc mà quen nhau tới lúc cưới và tới bây giờ là cũng được gần 3 năm rồi, nhưng mà tụi em cảm giác như là mới quen ngày đầu vậy đó. Lúc nào cũng lãng mạn, ngọt ngào và yêu thương, nhiều khi đi ra đường người ta còn tưởng là cặp đôi mới quen không á. Có nhiều hôm để con gái ở nhà xong cái hai vợ chồng áo cặp đi ra ngoài, xong dừng đèn đỏ, cái nắm tay nắm chân, cái nhìn vô ta tự à, chắc hai cưới này mới quen nhau rồi. Dạ, vậy thì anh chị hãy chọn 3 tính từ để miêu tả về đối phương và điều gì mà làm anh chị cảm thấy tự hào nhất về đối phương đến thời điểm hiện tại? Thì chứ cái là 3 tính từ. Dạ, hiểu như là tính từ cho em là lãng mạn, ngọt ngào, nhưng mà tôi tin nó hơi sao ta? Chị Châu là nhây. Nhây. Chồng em rất là nhây, cứ hay chọc cho em khóc xong rồi dỗ em nín không à. Còn riêng em thì bởi vì em tinh tế và em thông minh. Tinh tế và thông minh. Từ một từ nữa đó là xinh đẹp. Điều tự hào nhất. Dạ vậy điều tự hào nhất về đối phương là gì? Dạ. Điều mà cảm thấy tự hào nhất về đối phương. Hiểu chuyện. Dạ em là người biết hiểu chuyện. Còn chồng em thì rất là thấu hiểu. Dạ. Kiểu như là hai vợ chồng em là mặc dù là có thể là không có bàn tính với nhau gì hết, nhưng mà lúc nào cũng đưa ra cùng một cái ý kiến, cùng một cái quan điểm, cùng một suy nghĩ. Dạ. Vậy thì bên cạnh đó thì đời sống hôn nhân thì tất nhiên không tránh khỏi những cái việc cãi vã xung đột. Thì lúc này anh chị sẽ xử lý như thế nào? Đặc biệt đối với vợ chồng em á, là không bao giờ cãi lộn mà giận nhau qua đêm. Tức là vừa cãi nhau đó, chửi nhau đó, đó. Nhưng mà kiểu chửi cũng vui thôi, chứ không phải là mà gây cấn tới nỗi mà phải căng thẳng. Thì lúc nào cũng là chửi nhau, tức nhau, bực bội nhau đó. Xong là một hồi nữa là tự nhiên là sẽ hòa giải. Tức là không bao giờ mà để mà những cái câu chuyện mà giận nhau phải qua tới đêm thì nó sẽ làm bị cái khoảng cách. Nên vợ chồng em không bao giờ mà để giận nhau qua đêm hết. Cái đó là từ lúc mới quen nhau tới bây giờ vẫn vậy. Yeah. Nói chung là cãi nhau xong thì xong cái ngồi ngồi nữa đi vòng vòng cái gặp nhau cái giỡn xong cái cười hết giận. Dạ. Anh chị có thể chia sẻ cái bí quyết đến với các bạn trẻ làm thế nào mà để mình giữ được một cái mối quan hệ lâu dài? Thì để bí quyết để mà có một mối quan hệ lâu dài theo chồng nó là gì? Mình phải luôn tin tưởng và yêu thương người bên cạnh. Yeah. Suy nghĩ lạc quan, tích cực, đừng có suy nghĩ mấy cái chuyện mà chuyện buồn rồi nói xong cái xem qua. Dạ, có quan điểm cho rằng là mình nên tìm hiểu thật kỹ trước khi kết hôn, hay là mình kết hôn rồi sau đó mình sẽ vun đắp tình cảm về sau, thì anh chị nghĩ như thế nào? Thật ra thì đối với em á, thì em nghĩ rằng là tụi em á là kiểu như là dành cho nhau rồi á, lúc mà mới vừa gặp nhau hay cho tới bây giờ là kiểu như là đã thấu hiểu lẫn nhau rồi, cho dù là mới nhưng mà đã thấu hiểu lẫn nhau rồi, xong rồi mới đi đến kết hôn. Thì cũng tùy vô cái cặp đôi đó thì nó sẽ là có những cái
nó khác nhau, chứ không phải là ai cũng sẽ giống nhau mà là cưới rồi mới hiểu nhau hay là hiểu nhau rồi mới cưới, thì cái đó sẽ là tùy vào mỗi người chứ không có xác định được. Dạ, hãy nói về tật xấu của đối phương mà bạn muốn họ thay đổi. Thật ra thì mình cảm thấy xấu, nhưng cái đó là nó không có phải gọi là xấu, cho nên là cũng không biết nói thì sao nữa. Tại vì khi do cái tính của mình là mình tiết kiệm, nên là mình muốn sẽ là bớt cái chi phí đó lại. Nhưng mà chồng mình thì sẽ luôn là muốn mình là phải chi tiêu cho cái vấn đề đó. Tại vì chồng muốn làm ra tiền là để cho vợ con được tốt đẹp hơn, cho nên là muốn vợ con phải là những cái điều tốt nhất, nhưng mà mình lại tiết kiệm, cho nên hay bị chồng la mấy cái vấn đề đó. Thì kiểu như hai quan điểm đó nó bị khác nhau ở đó, thì mình muốn là chồng phải hiểu cái tâm lý của một người vợ là muốn tiết kiệm và chi tiêu lo lắng cho gia đình thôi. Vậy thì sau một cái đoạn đường dài mà đi cùng nhau thì hai người đã hiểu quá rõ về nhau rồi, thì có khi nào mà anh chị cảm thấy hơi chán và muốn tìm một cái gì đó mới mẻ hơn không? Dạ không nha, tại vì tụi em luôn làm những cái trò mới mẻ mà lúc nào cũng nhây với nhau á, luôn sáng tạo ra những cái điều mới làm cho kiểu như cái cuộc sống của mình nó không có bị nhàm chán. Chứ em cũng hiểu, thường là quen lâu người ta sẽ suy nghĩ nhìn thấy mình riết thấy chán, em mình nói riết là chán, nhưng mà không, tụi em luôn thay đổi bản thân liên tục để mà làm cho cả hai đều gặp thấy mới mẻ hơn. Nhưng mà đừng có suy nghĩ bậy bạ nha. Ví dụ giống như nè, thì hôm nay đi quay về sớm, xong cái chở vợ đi. Hôm bữa là đi ăn uống trà sữa rồi đúng không? Thì bữa nay chuyển qua uống rau má này nọ, hoặc là đi ăn món gì lạ. Rồi dây giỡn rất là vui với nhau và thoải mái, tạo những điều mới mẻ. Dạ, vậy thì hãy kể một kỷ niệm mà anh chị cảm thấy đáng nhớ nhất từ trước đến giờ. Kỷ niệm vui vẻ. Kỷ niệm vui vẻ hả? Dạ. Đó là con gái. Có con gái là kỷ niệm vui vẻ nhất. Dạ, vậy thì trước khi kết hôn thì sao? Dạ, trước khi kết hôn hả? Là hầu như mỗi ngày xảy ra nó đều là kỷ niệm vui vẻ. Dạ, vậy thì lúc mà anh nhận được cái tin từ chị là chị đã có em bé á, thì anh cảm xúc rất như thế nào? Rất là vui luôn, tại vì hai vợ chồng là đã sẵn sàng về chuyện này ngay từ đầu rồi, và đã muốn nghiêm túc và đi xa hơn. Nên là cái việc mà cứ hay hỏi là của chồng thích con trai hay gái. Tại vì riêng bản thân của em á, thì con nào cũng là con, em không có phân biệt cái gì hết. Con gái hay con trai cũng là con của mình hết, và mỗi đứa nó đều có một mỗi tính cách khác nhau, cho nên là em luôn sẵn sàng và đón nhận cái những điều đó. Dạ. Cho nên khi nhận được tin em vui lắm. Cho em hỏi là anh chị có ở chung với mẹ chồng không ạ? Dạ không. Ra riêng dạ. Dạ, ví dụ như trong trường hợp mà không thể ra riêng thì xảy ra mâu thuẫn hoặc là những cái xung đột giữa chuyện mẹ chồng nàng dâu thì anh sẽ là người giải quyết như thế nào? Tại vì chuyện mẹ chồng nàng dâu là không có. Do là cái gì như là chồng em ẵm hiếp em sẽ mét với mẹ chồng la chồng em chứ. Nên là trường hợp mà suy nghĩ về vấn đề mẹ chồng nàng dâu em không có. Nên là ai hỏi chuyện này em buồn lắm. Nghe thằng mét mẹ không mà đánh hay la hay chọc hay chửi em khóc gì đó lại mét mẹ là mẹ chửi đó mà. Như nhiều lúc em tưởng mình con ghẻ không? Bà hãy chị hãy nói một món quà ý nghĩa nhất từ trước đến giờ mà anh đã tặng chị, và cảm xúc lúc đó của chị như thế nào? Dạ. Đây bằng quỷ đen. Chiếc nhẫn đầu tiên mà chồng em mua tặng em lúc mà mới quen, nhân dịp sinh nhật của em, thì cũng làm em bất ngờ. Rồi trong cái hộp đựng nhẫn rồi còn có một tờ giấy thư tay đồ từ ngày quen biết em tới nãy nào, là rất là lãng mạn luôn. Dạ. Món quà mà anh nhận được mà anh cảm thấy vui hạnh phúc nhất. Món quà mà em nhận được từ trước giờ thấy hạnh phúc và ý nghĩa nhất đó là chiếc que tự thơ. Vậy thì bây giờ anh chị hãy nhìn vào mắt nhau và có thể làm những hành động thân mật nào đó và chia sẻ đến nhau những cái lời yêu thương mà từ trước tới giờ có thể là mình chưa nói ra. Không, nghĩ là anh này làm hoài à. Thương à? Vậy là thương dữ chưa? Dạ, cuối cùng thì anh chị hãy kêu gọi khán giả đón xem tập phát sóng của anh chị. Em chưa biết được phát sóng. Nghĩ là em sẽ đăng cái này sau á.
trước dạ. Anh chị cứ sẽ nói là khán giả mọi người có thể đón xem và ủng hộ cho vợ chồng mình. Để nói đi. Nói lại. Nghĩ là quý khán giả đón xem vợ chồng em kiểu vậy. Kêu vợ cho vợ chồng son chị. Thì nhân dịp này thì cũng xin mời quý khán giả hãy theo dõi chương trình Vợ Chồng Son để được biết câu chuyện của hai vợ chồng em diễn biến như thế nào nha. Dạ rồi. Chúng ta chị đã thành theo dõi chương trình chưa ạ? Anh theo dõi chương trình này lâu lắm rồi, tại vì chị Hồng Vân, em Siêu Quốc Thuận cũng là một người rất là thân thuộc. Và anh nhận được là rất là nhiều cái sự tích cực, những cái comment tốt của khán giả đối với chương trình của mình. Thì nhưng mà từ đó tới giờ thì anh không có mong anh tham gia chương trình của mình, tại vì anh quá lứa rồi. Cũng 51 tuổi rồi mà nói vợ chồng son thì nó hơi mắc cỡ. Nhưng mà sau khi đám cưới xong thì anh cũng muốn cũng có một cái cơ hội để giới thiệu bạn đời của mình để cho mọi người cùng biết. Dạ. Dạ, mong là mọi người đón nhận và chúc phúc cho hai vợ chồng. Dạ. Khi mà anh ngỏ lời muốn chị tham gia chương trình Vợ Chồng Son á, thì lúc đó cảm xúc của chị như thế nào? Chị có đồng ý ngay luôn không? Chị đồng ý luôn. Tại vì nghe chương trình cũng mời mấy lần rồi nhưng mà không có thời gian để đi. Ngày hôm nay cùng ngồi với thật ra cái chuyện tình của anh chị thì cũng anh cũng ít chia sẻ ở đâu cả, nên là ngày hôm nay khi mà ngồi cùng với MC Hồng Vân Quốc Thuận mà nhìn lại nguyên một chặng đường cũng khá dài từ lúc quen nhau kết hôn, thì cảm xúc của anh Linh như thế nào ạ? Giống như ngày hôm qua thôi, tại vì một cái khoảng thời gian 10 năm hai đứa quen nhau, bây giờ là qua tới 11 năm rồi, vừa quen vừa cưới luôn, thì đó là một chặng đường không phải gọi là dài. Nhưng mà đối với những cái cặp gia đình trẻ, những cái bạn trẻ thì nó là một gia đình, đó là một cái quá trình đã hơi dài. Tại vì đôi khi mình cũng nói mà, mong muốn ở bên nhau thì mong muốn ở đến cuối đời. Cho nên là những cái năm gọi là sóng gió của gia đình, đó là năm thứ nhất, năm thứ ba, năm thứ năm, và đặc biệt là năm thứ 10. Nhưng mà may mắn là hai đứa đều vượt qua hết rồi. Theo anh Linh á, thì vì khi mà anh là một diễn viên á, đi diễn và sẽ có những vai diễn mà được khán giả rất là yêu thích, rồi sẽ có những comment nó cũng không hay lắm, thì anh làm cách nào để bảo vệ gia đình, bảo vệ vợ mình trước những cái sóng gió đó? Tại vì anh thì cũng có khuyên vợ anh là khi đôi khi mình đóng những cái vai mà có những cái comment nó không có tốt, nó không có tích cực, thì vì cái đặc thù nghề nghiệp của anh phải chấp nhận những cái chuyện đó thôi. Tức là mình cũng không thể nào lên để mà mình cãi tay đôi với những người đó, mà cũng không thể nào mà nhờ anh em bạn bè vô ném đá người ta. Nhưng mà đó cũng là một cái gọi là một cái mặt tích cực, vì người ta có quan tâm tới mình thì người ta mới có comment như vậy. Thì ít ra là mình cũng nhận được mặt tích cực, là có người ủng hộ mình, có người theo dõi mình. Và cũng là một cách để mà mình biết được rằng là cái đó là trong cuộc sống mình đã tốt hay chưa, trong cái vai diễn đã tốt hay chưa. Dạ. Anh Linh là một diễn viên vậy thì chị có hay ghen không ạ? Chị có phải là người hay ghen không ạ? Tại vì chị hiểu cái tính của ảnh là ảnh hòa đồng, thành ra là chị không có ghen. Vậy thì cho em hỏi là trong tất cả cái tính của chị á, thì anh thích nhất điểm gì ở chị? Dạ, là gọi là nhẫn nhịn với chồng đó. Còn với chị thì sao ạ? Anh cũng nhường nhịn chị, tại vì chị nhỏ, nhiều khi chị có những cái mà hơi con nít á, với lại không có hiểu ảnh. Nhưng mà ảnh không có, giống như là ảnh có những lúc mà chị rất là giận dữ, nhưng mà ảnh nhịn được hết. Thành ra là như vậy hai người mới không có cãi vã gì nhau. Là một diễn viên hài lên trên sân khấu, trên các phim điện ảnh với rất là nhiều vai diễn, nhiều cái mặt khác nhau, nhưng mà với vai trò là một chồng, thì chị nghĩ anh Hà Linh là người đàn ông như thế nào ạ? Ảnh rất là thật thà, ảnh rất là có trách nhiệm với gia đình.
Đồng tiền có hai mặt nhưng Hà Linh có một mặt thôi. À vậy thì theo anh Linh là bí quyết nào để mà vợ chồng có thể giữ được lửa hôn nhân bền chặt ạ? Thì anh thấy cái quan trọng nhất của cuộc sống hai đứa là phải hiểu nhau. Từ một khi đã không hiểu nhau rồi thì không có thể nào bền được hết. Tất cả những gì mình làm bên kia nghi ngờ mình thì đều không thể nào sống được. Cái quan trọng nhất là khi đã hiểu nhau rồi á thì sẽ thương nhau nhiều hơn. Và có những cái mà đôi khi á mình chưa hiểu á thì mình phải cố gắng tìm hiểu. Chứ đừng có gì một phút mà mình không hiểu mà mình show hết cả một cái quá trình hai đứa sống bên nhau. Yeah. Anh chị nghĩ sao về quan điểm ngày nay khi mà giới trẻ thích chọn cái việc là sống với nhau và không đi đến kết hôn? Họ quan điểm là hạnh phúc thì không cần phải có một cái giấy tờ hay cần phải một cái danh phận gì, mà chỉ cần hai người bên nhau thôi. Thì với là người mà kết hôn nhiều năm như anh chị rồi, anh chị nghĩ sao? Tức là bây giờ nó nằm ở vấn đề vậy nè. Nếu giống như mình đang nói là bình đẳng giới đi, giữa nam và nữ đúng không? Trước đây mình không kết hôn thiệt thòi là mình tính cho nữ hết đúng không? Nhưng hiện giờ là bình đẳng giới rồi. Cho nên là đừng nghĩ rằng cô này không được gì hay là anh này không được gì. Mà họ là cái người sẽ quyết định đến tương lai của mình. Nếu họ cảm thấy rằng họ đến với nhau, họ sống với nhau được mà không cần những tờ giấy đó, mà họ vẫn hạnh phúc bên nhau thì ok, chuyện đó là chuyện của hai người. Còn nếu mà khuyên á, thì dĩ nhiên là anh vẫn thích là nếu mà hai đứa có thể không cưới nhau cũng được, có thể không có đăng ký kết hôn được, nhưng mà quan trọng là công khai. Mình quen ai mình công khai đi. Bây giờ mạng xã hội nhiều mà, đưa lên Facebook, ê, đây là người yêu của mình, đây là bạn đời của mình, đúng không? Còn bây giờ em có kết hôn mà em giấu cũng vậy. Thì quan điểm của anh thì nói chung anh cũng thấy, tại vì con anh cũng lớn rồi, anh quan điểm cũng là quan điểm mở. Cái quan trọng nhất mình đến với nhau không phải là vì tờ giấy hay là vì cái gì hết, mà cái quan trọng nhất là mình có đem lại hạnh phúc cho nhau hay không. Anh chỉ cần vậy thôi. Dạ rồi, em cảm ơn chia sẻ của anh chị. Dạ.